Nguyên tắc thờ cúng tổ tiên. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Phong thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, thờ cúng là cách biểu thị lòng nhớ ơn tổ tiên cũng như lòng thương và hiếu thảo đối với ông bà, cha mẹ. Đây là một phong tục truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam chúng ta mà cần phải duy trì và phát huy. Vậy để việc thờ cúng được đúng và đầy đủ nhất, xin mời tất cả quý vị sẽ cùng theo dõi video ngay sau đây của Phong thủy Gia Cát. Nguyên tắc thờ cúng tổ tiên. 1. Nghi thức cúng gia tiên. Khi cúng thì chủ gia đình phải bày đồ lễ cùng với hoa quả theo nguyên tắc đông bình, tây quả, rượu và nước. Sau đó phải đốt đèn, đèn dầu, đèn cầy hay đèn điện, thắp hương, đánh chuông, khấn và cúng trước, rồi những người trong gia đình theo thứ tự trên dưới cúng sau. Hương, nhang, đèn để mời và chuông để thỉnh tổ tiên. Khi cúng thì phải chắp tay, đưa lên ngang trán và khấn. Khấn là lời trình với tổ tiên về ngày cúng liên quan đến tên người quá cố, ngày tháng năm, dương và âm lịch, tên địa phương của mình, tên mình và những tên của người trong gia đình, lý do cúng và lời cầu nguyện. Riêng tên người quá cố, ta phải khấn rõ và nhỏ. Sau khi khấn rồi, tùy theo địa vị của người cúng và người quá cố mà vái hay lạy. Nếu bố cúng con thì chỉ vái 4 vái mà thôi, còn nếu con cháu cúng tổ tiên thì phải lạy 4 lạy. Chúng ta cần hiểu rõ về ý nghĩa của cúng, khấn, vái và lạy. 2. Cúng. Khi có dỗ Tết, gia chủ bày hoa, quả, rượu cỗ bàn, chén đĩa, thìa lên trên bàn thờ rồi thắp hương, thắp đèn, đốt nến, khấn vái hay lạy để tỏ lòng hiếu kính biết ơn và cầu phước lành. Đây là nghĩa rộng của cúng. Trong nghĩa bình thường, cúng là thắp hương, khấn lạy và vái. 3. Khấn. Ăn có mời, làm có khiến. Đối với việc cúng lễ cũng vậy. Đồ cúng lễ dù có thịnh soạn và trang trọng, nếu con cháu chỉ đặt lên bàn thờ không mời thì tổ tiên ông bà ắt không phối hưởng. Bởi vậy trong buổi cúng con cháu phải khấn. Người Việt vốn trọng nghi lễ, cho nên mỗi dịp cúng vái đều có văn khấn riêng. Khấn là lời cầu khẩn lâm dâm trong miệng khi cúng, tức là lời nói nhỏ liên quan đến các chi tiết về ngày tháng năm, nơi chốn, mục đích của buổi lễ cúng, cúng ai, tên những người trong gia đình, lời cầu xin và lời hứa. Trước khi khấn, gia trưởng vái 3 vái. Sau khi khấn xong, gia trưởng lễ lại 4 lễ và vái thêm 3 vái, ta gọi là 4 lễ rưỡi. Xem thêm chi tiết về vái và lạy ở phần sau. Trong lời khấn, gia trưởng sẽ nói rõ ngày tháng năm và lý do làm lễ và cả các điều cầu xin nếu có, phải mời các cụ kỵ từ ngũ đại trở xuống. Cùng với chú bác, anh chị em vừa mới khuất, trước đây lời khấn thường do thầy cúng làm và dùng chữ nho. Nhưng ngày nay, việc dùng chữ nho cho văn khấn rất hiếm, dân gian thích dùng chữ Việt hơn vì chữ Việt dễ viết và dễ đọc, mạch lạc và không bị hiểu lầm. Lời khấn cần có những chi tiết sau. 1. Trình báo địa điểm hành lễ, từ nước trở xuống, tỉnh thành, quận huyện, phường xã, thôn ấp. 2. Nói rõ con cháu, liên hệ gia đình làm lễ cúng với các món cỗ bàn dâng lên hương hồn, ai có tên gì, từ trần ngày tháng năm, chôn ở đâu. 3. Người có tên dỗ về hưởng, chứng giám lòng thành và phù hộ cho con cháu được mọi sự tốt lành. 4. Cũng mời tất cả các vị tổ đọc rõ tên cùng thân thuộc nội ngoại đã quá vãng về hưởng lễ cúng. 4. Vái. Vái thường được áp dụng ở thế đứng, nhất là trong dịp lễ ở ngoài trời. Vái thay thế cho lạy ở trong trường hợp này. Vái là chắp hai tay lại để trước ngực rồi đưa lên ngang đầu, hơi cúi đầu và khom lưng xuống, rồi sau đó ngẩng lên, đưa hai bàn tay lên xuống theo nhịp, lúc cúi xuống khi ngẩng lên, tùy theo từng trường hợp, người ta vái 2, 3, 4 hay 5 vái. 5. Lạy. Lạy là hành động bày tỏ lòng tôn kính chân thành với tất cả tâm hồn và thể xác đối với người trên hay người quá cố vào bậc trên của mình. Có hai thế lạy của đàn ông và thế lạy của đàn bà. Có 4 trường hợp lạy, 2 lạy, 3 lạy, 4 lạy và 5 lạy. Mỗi trường hợp đều mang ý nghĩa khác nhau. Thế lạy của đàn ông là cách đứng thẳng theo thế nghiêm, chắp hai tay trước ngực và giơ cao lên ngang trán, cúi mình xuống, đưa hai bàn tay đang chắp xuống gần tới mặt chiếu hay mặt đất. Sau đó thì xòe hai bàn tay ra, đặt nằm úp xuống, đồng thời quỳ gối bên trái rồi gối bên phải xuống đất và cúi dạp đầu xuống gần hai bàn tay theo thế phủ phục. Sau đó cất người lên bằng cách đưa hai bàn tay chắp lại để lên đầu gối trái lúc bấy giờ đã co lên và đưa về phía trước ngang gối đầu gối bên phải đang quỳ để lấy đà đứng dậy. Chân phải đang quỳ cũng theo đà đứng lên để cùng với chân trái đứng ở tư thế nghiêm như ban đầu. Cứ theo đó mà lạy tiếp theo cho đủ số lạy. Khi lạy xong thì vái 3 vái rồi lui ra.
Thế lạy của đàn ông cũng có thể có một thế khác như sau. Có thể quỳ bằng chân phải hay chân trái trước cũng được, tùy theo thuận chân nào thì quỳ chân ấy trước. Có điều cần ghi nhớ là khi quỳ, chân nào xuống trước thì khi chuẩn bị cho thế đứng dậy, phải đưa chân đó về phía trước nửa bước và tì hai bàn tay đã chắp lại lên đầu gối chân đó để lấy thế đứng lên. Thế lại theo kiểu này rất khoa học và vững vàng, sở dĩ phải quỳ chân trái xuống trước vì thường chân phải vững hơn nên dùng để giữ thế thăng bằng cho khỏi ngã. Khi chuẩn bị đứng lên cũng vậy, sở dĩ chân trái co lên đưa về phía trước được vững vàng là nhờ chân phải có thế vững hơn để làm chuẩn. Thế lại phủ phục của mấy nhà sư rất khó, các thầy phất tay áo tà xa, đưa hai tay chống xuống ngay mặt đất, đồng thời quỳ hai đầu gối xuống luôn. Khi đứng dậy, các thầy đẩy hai bàn tay lấy thế đứng hẳn lên mà không cần phải để tay tì lên đầu gối. Sở dĩ được như vậy là nhờ các thầy đã tập luyện hàng ngày mỗi khi cúng Phật. Nếu thỉnh thoảng mới đi lễ chùa, mọi người phải cẩn thận vì lại không quen mà bắt chước thế lại của mấy thầy, rất khó có thể giữ được thăng bằng. Thế lại của đàn bà. Thế lại của đàn bà là cách ngồi bệt xuống đất để hai cẳng vắt chéo về phía trái, bàn chân phải ngửa lên để phía dưới đùi chân trái. Nếu mặc áo dài thì kéo tà áo trước trải ngay ngắn về phía trước và kéo vạt áo sau về phía sau để che mông cho đẹp. Sau đó, chắp hai tay lại, để trước ngực rồi đưa lên cao ngang với tầm trán, giữ tay ở thế chắp đó mà cúi xuống. Khi đầu gần chạm mặt đất thì đưa hai bàn tay đang chắp đặt nằm úp xuống đất và để đầu lên hai bàn tay. Giữ ở thế đó độ 1-2 giây rồi dùng hai bàn tay đẩy để lấy thế ngồi thẳng lên, đồng thời chắp hai bàn tay lại đưa lên ngang trán như lần đầu. Cứ theo thế đó mà lại tiếp cho đủ số lạy cần thiết, lạy xong thì đứng lên và vái 3 vái rồi lui ra là hoàn tất thế lạy. Cũng có một số người lại áp dụng thế lạy theo cách quỳ hai đầu gối xuống chiếu để mông lên hai gót chân, hai tay chắp lại đưa lên cao rồi giữ hai tay ở thế chắp đó mà cúi mình xuống. Khi đầu chạm gần đến mặt chiếu thì xòe hai bàn tay ra úp xuống chiếu để đầu lên hai bàn tay. Cứ tiếp tục lại theo cách đã trình bày ở trên, thế lại này có thể làm đau ngón chân và đầu gối mà không mấy đẹp mắt. Thế lại của đàn ông có vẻ hùng dũng tượng trưng cho dương, thế lại của đàn bà có tính cách uyển chuyển tha thướt tượng trưng cho âm. Thế lại của đàn ông có điều bất tiện là khi mặc âu phục thì rất khó lại. Hiện nay chỉ có mấy vị cao niên còn áp dụng thế lại của đàn ông, nhất là trong dịp lễ quốc tổ, còn phần đông người ta có thói quen chỉ đứng vái mà thôi. Thế lại của đàn ông và đàn bà là truyền thống rất ý nghĩa của người Việt Nam ta. Nó vừa thành khẩn, vừa nghiêm trang trong lúc cúng tổ tiên. Muốn áp dụng thế lại, nhất là thế lại của đàn ông, ta phải tập dượt lâu mới nhuần nhuyễn được. Số lần lại và vái đều mang một ý nghĩa rất đặc biệt. Sau đây chúng tôi xin trình bày ý nghĩa của vái và lại. Đây là phong tục đặc biệt của người Việt Nam ta mà người Trung Quốc không có tục lệ này. Khi cúng, người Trung Quốc chỉ lại 3 lại hay vái 3 vái mà thôi. 6. Ý nghĩa của lạy và vái. Ý nghĩa của hai lạy và hai vái. Hai lạy dùng để áp dụng cho người sống, như trong trường hợp cô dâu chú rể lạy cha mẹ. Khi đi phúng điếu, nếu là vai dưới của người quá cố như là em, con cháu và những người vào hàng con em nên lạy hai lạy. Nên vái sau khi đã lạy, người ta thường vái 3 vái. Ý nghĩa của 3 vái này như đã nói ở trên, đó chính là lời chào kính cẩn chứ không có ý nghĩa nào khác. Nhưng trong trường hợp người quá cố còn để trong quan tài tại nhà quan, những người đến phúng điếu nếu là vai trên của người quá cố như các bậc cao niên hay những người vào hàng cha anh chị cô dì chú bác của người quá cố thì chỉ đứng vái hai vái mà thôi. Khi quan tài đã được hạ huyệt, tức là sau khi đã chôn cất, người ta vái người quá cố 4 vái. Theo nguyên lý âm dương, khi chưa chôn, người quá cố được coi như còn sống nên ta lạy hai lạy. Hai lạy này tượng trưng cho âm dương, nhị khí hòa hợp trên dương thế, tức là sự sống. Sau khi người quá cố được chôn rồi thì phải lạy 4 lạy. Tiếp theo, ý nghĩa của 3 lạy và 3 vái. Khi đi lễ Phật, ta lạy 3 lạy. 3 lạy tượng trưng cho Phật, Pháp và Tăng. Phật ở đây là giác, tức là giác ngộ sáng suốt, thông hiểu mọi lẽ. Pháp chính là chánh, tức là điều chánh đáng, trái với tà ngụy. Tăng là tịnh, tức là trong sạch, thanh tịnh, không bơn nhân. Đây là nói về nguyên tắc phải theo, tuy nhiên còn theo mỗi chùa, mỗi nơi và thói quen, người ta lễ Phật có khi là lạy 4 hay là 5 lạy. Trong trường hợp cúng Phật,
khi ta mặc âu phục nên cảm thấy khó khăn trong khi lạy, ta đứng nghiêm và vái ba vái trước bàn thờ Phật, như vậy cũng được. Tiếp theo, ý nghĩa của bốn lạy và bốn vái. Bốn lạy để cúng người quá cố như ông bà cha mẹ và thánh thần, bốn lạy tượng trưng cho tứ thân phụ mẫu bốn phương, Đông thuộc Dương, Tây thuộc Âm, Nam thuộc Dương, Bắc thuộc Âm, và tứ tượng Thái Dương, Thiếu Dương, Thái Âm, Thiếu Âm. Nói chung bốn lạy bao gồm cả cõi âm lẫn cõi dương mà hồn ở trên trời và phách hay vía ở dưới đất nương vào đó để làm chỗ trú ngụ. Bốn vái dùng để cúng người quá cố như ông bà cha mẹ thánh thần khi không thể áp dụng thế lạy. Tiếp theo, ý nghĩa của năm lạy và năm vái. Người xưa ta lạy vua năm lạy, năm lạy tượng trưng cho ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ, vua tượng trưng cho cung, tức có nghĩa là hành thổ màu vàng đứng ở giữa. Còn ý kiến cho rằng năm lạy tượng trưng cho bốn phương, đông tây nam bắc và trung ương là nơi mà nhà vua đang ngự. Ngày nay, trong lễ dỗ tổ Hùng Vương, những người trong ban tế lễ thường lạy năm lạy vì tổ Hùng Vương là vị vua khai sáng cho giống nòi của người Việt Nam. Năm vái dùng để cúng tổ khi không thể áp dụng thế lạy vì quá đông người và không có đủ thì giờ để mỗi người lạy năm lạy. Có được phong tục này là do thói quen mà mọi người đã chấp nhận, nhiều khi không giải thích được vì lý do tại sao lại như thế mà chỉ biết làm theo cho đúng mà thôi. Trong mỗi gia đình Việt Nam, dù theo đạo nào cũng vậy, con dân nước Việt hãy cố gắng thiết lập bàn thờ gia tiên, có như thế con cháu ta mới có cơ hội học cách thiết lập bàn thờ gia tiên và hiểu được ý nghĩa của việc thờ cúng ra sao. Thờ cúng là cách biểu thị lòng nhớ ơn tổ tiên cũng như lòng thương và hiếu thảo đối với ông bà cha mẹ. Đây là một truyền thống văn hóa tốt đẹp của người Việt Nam chúng ta mà cần phải duy trì. Lời khấn vái là lời nói chuyện với người quá cố, do đó lời khấn vái là tấm lòng của người còn sống để khấn sao cho được. Tuy nhiên, người xưa cũng đã đặt ra lễ khấn và lời khấn. Lễ khấn gồm các thủ tục như sau. Sau khi mâm cỗ đã đặt xong thì gia chủ ăn mặc chỉnh tề. Ngày xưa thì khăn đóng áo dài, đi ra mở cửa chính. Ở xứ lạnh thì phải dáng hé cửa chứ không được đóng cửa kín mít. Sau đó phải khấn xin thành hoàng thổ địa để họ không làm khó dễ linh hồn ông bà tổ tiên ta về hưởng lễ dỗ. Thưa quý vị, trên đây là chia sẻ của Phong Thủy Gia Cát về nguyên tắc thờ cúng đúng cách. Hy vọng rằng những kiến thức này sẽ giúp ích cho quý vị trong việc thờ cúng tổ tiên. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký theo dõi kênh và chọn vào tín hiệu quả chuông để nhận được những kiến thức hữu ích mỗi ngày. Còn bây giờ Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại.